Bạn là thầu thợ thi công lắp đặt điện nước, hãy tham gia ứng dụng tích điểm khi lắp đặt thiết bị vệ sinh Inac pro.inac.com.vn ngay thôi nào. Để đăng ký thành viên, rất đơn giản với các bước sau đây. Bước 1, truy cập ứng dụng bằng một trong hai cách. Cách 1, bạn hãy vào mục trình duyệt trên điện thoại và nhập pro.inac.com.vn. Cách 2, quét mã QR của chương trình bằng camera trên điện thoại. Bước 2, bạn chưa có tài khoản, hãy chọn mục đăng ký, sau đó nhập số điện thoại và hệ thống sẽ gửi tin nhắn mã xác thực OTP. Tiếp theo, bạn nhập mã đó lại vào ô trống và tiến hành cập nhật các thông tin cá nhân như dưới đây. Lưu ý, các thông tin gắn sau là bắt buộc, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin cửa hàng đối tác nếu có. Phải trả lời một câu hỏi trắc nghiệm và bạn đã hoàn thành việc đăng ký. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận về cho bạn. Khi đã trở thành thành viên, hãy cùng tích điểm để nhận về rất nhiều quyền lợi giá trị của chương trình bằng các thao tác sau đây nhé. Bước 1, chọn mục tích điểm và điền đầy đủ thông tin của khách hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Bước 2, có thể chọn một trong hai cách tích điểm sau đây. Cách 1, lựa chọn dòng sản phẩm bạn muốn tích điểm, ví dụ như bàn cầu một khối với số điểm quy đổi tương ứng bên cạnh. Sau đó chụp ảnh sản phẩm này hoặc chọn tải ảnh lên từ thư viện. Bạn có thể click xem hình minh họa tại đây. Cách 2, click vào biểu tượng này để quét mã QR trên tem QR được dán trên sản phẩm như hình minh họa. Lưu ý rằng, bạn có thể thực hiện thao tác này cho nhiều sản phẩm trong một lần tích điểm bằng cách click vào thêm sản phẩm. Bước 3, chụp ảnh toàn cảnh phòng VKC. Bước 4, ký biên bản online giữa bạn với chủ nhà và bạn đã hoàn thành. Hãy chờ hệ thống phê duyệt trong 24 giờ. Khi bạn đã đủ điểm để đổi thưởng, hãy thực hiện thao tác dưới đây để đổi voucher nhé. Bước 1, vào mục đổi thưởng và click chọn mức đổi thưởng mà bạn đủ điều kiện. Bước 2, xem video hướng dẫn lắp đặt thiết bị vệ sinh Inac và hoàn thành một câu hỏi trắc nghiệm. Lưu ý, bạn sẽ có tối đa 3 lần trả lời. Nếu không vượt qua, bạn sẽ phải thực hiện lại từ đầu thao tác đổi thưởng. Bước 3, sau đó vui lòng cập nhật ảnh, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân mặt trước lên ứng dụng. Vậy là bạn đã hoàn thành và mã voucher sẽ được Inac gửi về số điện thoại tạo tài khoản của bạn sớm nhất. Lưu ý, toàn bộ hoạt động giao dịch tích điểm cũng như đổi thưởng, bạn có thể xem lại trong mục lịch sử tại đây. Ngoài chương trình tích điểm lắp đặt đổi thưởng, khi tham gia ứng dụng, bạn còn được cập nhật các video hướng dẫn lắp đặt, tin tức giải trí và chương trình ưu đãi khác của Inac. Chúc anh em cộng đồng thầu thợ tích được thật nhiều điểm và đạt được thật nhiều giải thưởng giá trị khi đồng hành cùng Inac Pro.